Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là xã Phước Tân, thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Xin giới thiệu với quý vị một lô đất ở đây là 5.000m², có 200m đất ở. Chiều ngang cái mặt hẻm này đó là 110m. Vị trí từ đây ra đến chợ Bà Tô khoảng 2km, rất là gần. Đường ô tô thoải mái. Hiện tại đang trồng tràm đây. Chiều ngang là từ cái chỗ cây 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 điều á, thẳng sang là đến vườn, là hết cái vườn tràm này. Thì cái vị trí này á là gần với quốc lộ 55. Quốc lộ 55 là chạy thẳng chỗ ngã tư Xuyên Mộc đấy, hồ Xuyên Mộc ấy, thế là quốc lộ 55. Rồi tỉnh lộ 328. Nó cũng gần nhau, nó ở giữa, đi ra hai bên nó cũng tương đương nhau. Hay thì ra kia là đường nhựa, lô này cách một lô là đến đường nhựa, thì là ba năm năm xào, hơn năm xào, cứ gọi làm tròn là năm xào, thì là có 200m đất ở quý vị nhé. Giá chào bán cho lô đất này là 3,5 tỷ. 3,5 tỷ. 5.000m², ngay thị trấn luôn. Cách thị trấn có một đoạn thôi. Còn nếu như mà đi ra biển ấy thì hơn chục cây số. Từ đây đi ra bãi biển Lộc An á thì là khoảng 15 cây. Đây, đất của mình là đến đây. Từ đây cách đường khoảng 30m, cách đường nhựa khoảng 30m. Đó. Thì lô đất này kéo dài thẳng xuống dưới kia. Đó. Bây giờ chúng ta cùng đi ra ngoài. Ra ngoài đường nhựa xem thế nào. Khu này dân cư ở tương đối sầm uất luôn. Thích hợp làm vườn, nghỉ dưỡng các thứ ở đây. Đây nhà kìa. Nó không quá thưa thớt để được... Đây nhà kìa. Đây nhà đây. Nói chung là cũng giáp nhau hết á. Nên là... mình làm nhà vườn được, chứ ở một cái nơi mà nó thưa dân quá thì cảm giác nó mất an ninh, sống nó cảm giác sợ thì cũng ngại lắm. Nhưng mà được cái khu này dân cư ở đông đúc này, có trạm phát sóng của điện thoại di động. Thế thì sơ bộ là giới thiệu với quý vị một cái lô đất ở xã Phước Tân. Xã Phước Tân, tỉnh huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Quý vị nào có nhu cầu mua một lô này thì liên hệ với chúng tôi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.